Số quay mày. Đâu có sao đâu. Đi thẻ ra rồi, em không? Có thẻo, có thẻo. Rồi bà con ơi, đang nhậu về anh trai lấy vú sữa ra cắt quay luôn nha. Thực tế tại bàn nhậu. Chứ không thực tế tại vườn nữa. Rồi cắt đi anh. Quay hư cắt cắt nhìn nhìn đừng thấy quay xin vô tay. Cắt ngay cái hộp và đứt cái hộp luôn. Thường nó sẽ có 9 khía và 8 hộp hoặc 7 hộp. Ok, cắt đi, chia ra ăn đi chứ gì đâu, đâu có mũ nè. Khô quạnh. Không có mũ, không có mũ. Chắc như cái này anh bẻ nào rồi. Anh không? Em qua. Ăn vỏ được. Hôm qua hả? Hôm qua bỏ cấp xe phải không? Rồi chia ra cho mấy anh mấy chú rồi thưởng thức đi. Nấu lên nha. Chứ đừng nói dở là chết nha. Phải nói ngon nha. Nói vui thôi, ăn thử. Ăn vỏ tức đi. Ăn đi vô. Có mũ mày vỏ luôn. Không được đâu. Ăn vỏ tức đi. Không biết. Dở nó dở ngon nó ngon. Là gọt vỏ cho ăn, gọt mỏng gì xài luôn. Ăn cắn vỏ ăn luôn bình thường. Ăn đi rồi biết sao không? Nó cái đó nó sẽ không có luôn á. Cái đó không có là gì á. Không chắc luôn. Cái đó nó sẽ không có luôn. Không chắc. Vỏ luôn được. Cái đó nó sẽ không có. Rồi mai lên YouTube coi luôn nghe, có trên YouTube luôn. Vô tử nhớ. Được. Ăn rồi đó. Ăn vô liền. Cái đó là lúa nó còn sống. Vô. Sao chú? Ngon. Chắc giữ nhỏ ra đi, muốn bự như vậy. Không ai chế lên ta, hãy quay chê bữa thử gần sao chứ. Còn nữa. Cái làm hai đi. Còn nhiều. Cắt ra lên phải không? Đó. Ngày mới chín tới rồi, phải chín thêm miếng nữa là ngon. Đúng rồi. Nhưng mà nó không còn mủ nữa tại vì chín tới cái cuốn rồi. Dạ. Nè. Còn mà nó còn xanh là còn mũ nha. Thực tế là vậy. Xài nó mũ nè. Thấy không? Anh em mặc đầu ngầu ghê trời. Này Thắng không có xuất hiện trước clip nha bà con. Đang đứng phía sau quay phim. Quảng cáo hả? Không quảng cáo chú, còn quay thực tế à. Đặc biệt là không có mũ á. Tính nào mày xuống giường người ta mày quay bữa luôn. Ngọt, ngon. Thằng Hoàng Kim á là nó nước nhiều. Này khô quá. Nó lạc. Cho nên thằng Hoàng Kim có không có xuất khẩu. Không có xuất khẩu. Cái này có độ ngọt. Cái thằng này có độ ngọt. Tốt đẹp. Cái này có độ ngọt. Nè, gọt vỏ nè. Vô vỏ rồi thử rồi. Ăn hoài đã ta. Mà chú thấy nó giòn không? Của bên vợ Hoàng Nghĩa hả? Bé. Dạ. Chú làm giòn mà nó vẫn tôm cái mùi vỏ sữa mình. Tung quá hả? Dạ. Rất tuyệt vời. Tung đường vô thôi vậy được rồi nhân nha bà con. Tại vì ngày hôm nay cũng là mùng 8 Tết thì đang ngon ngon. À, anh em chú cháu đang uống rượu vui thôi rồi hả? Quay cho bà con ta xem do là trẻ trong bàn ăn thôi cá chú sữa thì Thắng quay cô chú ta không biết rồi tất cả các clip đều là hình ảnh thực tế không cần phải quảng cáo. Rồi cảm ơn bà con nha.